Xin được kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV Như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá Việt Nam Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự Asian Cup Đáng chú ý trong đó thủ môn Philip Nguyễn là người sẽ góp mặt theo quy định của tất cả các đội tuyển tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023, danh sách sơ bộ 50 cầu thủ sẽ phải được gửi lên ban tổ chức giải và AFC. Tổ chức bóng đá lớn nhất châu Á sẽ kiểm tra tư cách cầu thủ tham dự trong khi ban tổ chức giải tiến hành các thủ tục liên quan tới nhập cảnh, lưu trú. Đội tuyển Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Được biết, 24 giờ trước khi trận đấu đầu tiên của vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra, huấn luyện viên Philippe Jose sẽ rút gọn danh sách xuống còn 23 cầu thủ tham dự giải đấu. Theo tìm hiểu của bóng đá Plus.vn, danh sách sơ bộ của đội tuyển Việt Nam chiếm đa phần là những gương mặt đã được huấn luyện viên Jose thử nghiệm, rèn rũa, cho tới đặt niềm tin ở các trận đấu giao hữu và thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 vừa rồi. Bên cạnh đó, ông Jose cũng kết hợp những cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi cùng các gương mặt gạo cội của bóng đá Việt Nam, qua đó tạo nên sự phối hợp, bổ trợ cho những chiến binh sao vàng. Một số gương mặt mới cũng được trao cơ hội để thử sức với hy vọng chứng minh năng lực cho huấn luyện viên Jose. Cái tên mới nhất chính là Philip Nguyễn, thủ môn Việt kiều đã hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam và đủ điều kiện để lên đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, anh cũng chưa chơi một trận đấu chính thức nào cho đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc, dù từng góp mặt trong danh sách đăng ký ở vòng loại World Cup 2022. Về phía AFC, tổ chức này sẽ kiểm tra tư cách cá nhân của Philip Nguyễn trước khi đồng ý để anh nằm trong danh sách đăng ký của đội tuyển Việt Nam. Bản thân huấn luyện viên Jose rất chờ đợi vào thủ thành sinh năm 1992. Chính bản thân ông đã có những tác động nhất định để Philip Nguyễn sớm có quốc tịch Việt Nam, trước khi thời hạn đăng ký sơ bộ của vòng chung kết Asian Cup 2023 đến. Theo kế hoạch, vào ngày 28 tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân. Đội có 10 ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Qatar. Tại quốc gia này, thầy cho Chu Xe sẽ có hơn một tuần để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi, trước khi tham dự giải. Vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12 tháng 1 tới ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Việt Nam nằm ở bảng D, lần lượt gặp Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1, Indonesia vào ngày 19 tháng 1 và Iraq vào ngày 24 tháng 1. Chia vui với thủ thành Philip Nguyễn là một đồng đội cũ của anh tại Cộng hòa Séc. Đặc biệt đây cũng là đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup cũng như là vòng loại World Cup, đó chính là đội tuyển Iraq. Một cầu thủ có tên là Merz Doski, đồng đội cũ của Philip Nguyễn đã bày tỏ sự hào hứng khi có thể sẽ được đối mặt với Philip Nguyễn tại Asian Cup. Sau khi Philip Nguyễn thông báo nhập tịch thành công, người đồng đội cũ của anh trong màu áo câu lạc bộ Slovakia là Merz Doski đã có những chia sẻ với báo giới. Anh hy vọng có thể ghi bàn vào lưới Philip Nguyễn khi tuyển Iraq đọ sức với Việt Nam tôi rất mong được đối đầu với philip nguyễn anh ấy là một người bạn tốt một thủ môn giỏi tuy nhiên tôi hy vọng khi gặp đội tuyển iraq thì philip nguyễn đừng bắt tốt quá tất nhiên tôi luôn thích cảm giác khi ghi được bàn thắng và nếu làm được điều đó khi đối đầu với đồng đội cũ mọi thứ có thể còn mang đến cảm xúc đặc biệt hơn một chút khi gặp nhau tại sân mỹ đình vừa qua tôi và philip nguyễn đã trò chuyện vui vẻ hỏi thăm nhau về cuộc sống và gia đình cả hai cũng có những nhận định về trận đấu Tôi có bảo với anh ấy rằng chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho Asian Cup và khát khao thể hiện được nhiều điều. Ở trận đấu giữa Việt Nam và Iraq hôm 21 tháng 11 vừa qua, Merchard Dotsky được xếp đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút, góp công giúp đội nhà thắng lợi với tỷ số 1-0. Sau trận đấu, Phi Liêm Nguyễn cũng đã đăng tải tấm ảnh chụp chung với bạn thân và gửi lời nhắn. Hẹn gặp lại ở Asian Cup 2024 nhé! Philip Nguyễn đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh cũng là vị trí mà huấn luyện viên Jose để mắt đến từ lâu. Đây chắc chắn là một sự bổ sung rất chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Câu lạc bộ Yokohama FC đã thông báo gia hạn thành công đối với huấn luyện viên trưởng Shuhei Yomoda. Đây là tin không vui đối với tiền đạo Nguyễn Công Phượng khi suốt trong quãng thời gian mà vị huấn luyện viên trưởng cầm quyền thì Công Phượng gần như không được sử dụng. Mới đây, câu lạc bộ Yokohama FC đã thông báo gia hạn với huấn luyện viên Suhei Yomoda thêm một năm, bất chấp kết quả tệ hại và phải xuống hạng. Đây là tin rất không vui với Công Phượng. Dưới thời vị chiến lược gia người Nhật Bản, Công Phượng không có cơ hội thi đấu. Anh chưa biết đến không khí tại J-League One thế nào thì đội nhà đã phải xuống hạng. Tính rộng hơn, kể từ khi gia nhập Yokohama FC vào cuối tháng 12 năm 2022 tới nay, Công Phượng mới chỉ được huấn luyện viên Suhei Yomoda sử dụng đúng 2 phút tại Cúp Liên đoàn Nhật Bản. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam còn 2 năm hợp đồng với Yokohama FC. Tuy nhiên, trong bối cảnh huấn luyện viên Suhei Yomoda tiếp quản đội bóng, tương lai của Công Phượng tiếp tục đối diện với viễn cảnh ảm đạm. Bất chấp điều đó, Công Phượng vẫn chưa có động thái sẽ quay trở lại Việt Nam thi đấu. Thay vào đó, anh sẽ ở lại Nhật Bản cùng Yokohama thi đấu tại j league Lựa chọn này có thể khiến cho Công Phượng bị loại khỏi kế hoạch của huấn luyện viên Chusei, vì chiến lược gia từng nhiều lần khẳng định chỉ chọn cầu thủ dựa vào phong độ ở câu lạc bộ. Hẳn chúng ta còn nhớ đến trường hợp cầu thủ trẻ của Sông Lâm Nghệ An là Trần Ngọc Dũng bị đột quỵ sau một trận đấu phong trào tại Nhật Bản. Mới đây thì thông tin tích cực đã đến với cầu thủ Trần Ngọc Dũng khi sức khỏe của anh đã ổn định trở lại. Theo nguồn tin mới nhất của bóng đá Plus ghi nhận từ Nhật Bản, hiện Ngọc Dũng đã qua cơn nguy kịch, anh không còn phải thở máy, tim đã đẹp trở lại. Một đồng đội của Ngọc Dũng chia sẻ, có những dấu hiệu khởi sắc với Dũng, da của cậu ấy đã hồng hào trở lại. Nhưng nói chung lúc này, Dũng vẫn đang phải chiến đấu với sinh tử. Hiện bác sĩ điều trị vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp bệnh của cựu hậu vệ U21 Sông Lam Nghệ An. Ngọc Dũng vẫn đang được sự chăm sóc đặc biệt từ các bác sĩ Nhật Bản trong hơn một ngày qua. Ngày 10 tháng 12, khi đang chơi trận thứ hai tại giải đá phong trào dành cho người Việt tại Nhật Bản, hậu vệ trẻ Trần Ngọc Dũng, cựu cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An bất ngờ đổ gục xuống sân, bất động, dù trước đó anh không gặp bất cứ tình huống va chạm nào. Sau đó, Ngọc Dũng được ban tổ chức đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Nhật Bản. Trần Ngọc Dũng, sinh năm 2003 là một trong những hậu vệ trẻ đầy triển vọng của Sông Lam Nghệ An. Anh từng là đội trưởng của U19 và U21 Sông Lam Nghệ An, tham dự giải U19 và U21 quốc gia. Ngọc Dũng cùng lứa với Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, anh chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Theo đánh giá của huấn luyện viên đang công tác tại Lào Đào Tạo Trẻ Sông Lam Nghệ An, Ngọc Dũng sở hữu thể hình lý tưởng 1m80, chơi bóng thông minh. Ngoài chuyên môn tốt, Ngọc Dũng cũng được thầy nhận xét là cầu thủ ngoan hiền lễ phép. Đáng tiếc, do không may dính chân thương nặng ở gối đã khiến cho Ngọc Dũng sớm phải từ bỏ ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An, hậu vệ trẻ này tìm niềm vui ở bóng đá phong trào. Anh cũng đang học tiếng Anh với dự định sẽ đi châu Âu làm việc trong thời gian tới. Thật không may khi trong lần đầu xuất ngoại đá giải phong trào, Ngọc Dũng lại gặp một tai nạn đáng tiếc. Sau khoảng 10 năm gắn bó thì cuối cùng huấn luyện viên Võ Đình Tân của câu bộ Khánh Hòa đã chính thức nói lời chia tay. Đây là tin rất buồn đối với những người yêu đội bóng phố biển bởi vị chiến lược gia của Khánh Hòa là một vị chiến lược gia rất quen thuộc và gần như là một biểu tượng của đội bóng này. Sau thất bại trước Bình Dương, huấn luyện viên Võ Đình Tân đã úp mở khả năng rời Khánh Hòa. Sáng ngày 12 tháng 12, vị chiến lược gia này đã thông báo quyết định nghỉ việc đến lãnh đạo đội bóng. Tôi đã gọi điện thoại, nhắn tin để nói về quyết định của mình chứ không có nộp đơn. Phía lãnh đạo trả lời rằng tôn trọng quyết định của tôi. Điều đó cũng đồng nghĩa mọi việc đã xong. Nói về nguyên nhân chia tay Khánh Hòa, huấn luyện viên Võ Đình Tân bày tỏ, có nhiều nguyên nhân khiến cho tôi đưa ra quyết định này, nhưng thôi, giờ đi rồi thì thôi, không nói nhiều nữa. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Võ Đình Tân với Khánh Hòa sẽ kết thúc vào tháng 12 này. Về vấn đề này, cựu hậu vệ của Khánh Hòa cho biết, ông làm việc không quan tâm lắm đến chuyện hợp đồng. Nhiều khả năng, một số thành viên ban huấn luyện cũng sẽ không tái ký sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc trong thời gian tới. Huấn luyện viên Võ Đình Tân là người gắn bó với Khánh Hòa trong 10 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm cùng đội bóng này. Khánh Hòa cũng là đội bóng có số phận long đong, từng trở về vùng trắng sau khi đội đang chơi ở V-League chuyển giao cho Hải Phòng. Nhưng dưới trướng của luyện viên Võ Đình Tân, Khánh Hòa đã xây dựng lại hình ảnh của một đội bóng góp mặt ở V-League. Tuy nhiên, cũng đã vài lần họ phải đứng trước nguy cơ bị giải tán do khó khăn về kinh phí. Ngay ở mùa giải trước, tài chính eo hẹp nên Khánh Hòa không mua được những cầu thủ chất lượng. Trong những ngày qua, chuyện nợ lương, lót tay thêm một lần nữa dậy sóng. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ đến cái tên Bandovic, vị cựu huấn luyện viên trưởng của câu bộ Hà Nội FC mới đây đã nói lời chia tay với Hà Nội FC để đến với Thái Lan, dẫn dắt một câu lạc bộ tại Thái Lan. Tuy nhiên, ngay trong ngày hôm qua, thông tin chúng tôi mới nhận được là vị chiến lược gia này tiếp tục bị sa thải và như vậy chỉ trong vòng một tháng, huấn luyện viên Bandovic đã bị sa thải tới hai lần. Theo thông báo mới nhất từ phía đại diện Thái Lịch, huấn luyện viên Bandovic đã xin từ chức thuyền trưởng sau khi không thể giúp đội bóng này có được thành tích như mong đợi thời gian qua huấn luyện viên Bandovic bắt đầu nhận nhiệm vụ dẫn dắt Parachuap kể từ ngày 11 tháng 11. Trước đó vào ngày 7 tháng 10, nhà cầm quân người Montenegro bị câu lạc bộ Hà Nội sa thải sau hai thất bại với tỷ số đậm ở AFC Champions League. Huấn luyện viên Bandovic tiếp quản Parachuap kể từ vòng 8. Khi đó đội bóng này đang có 6 điểm, xếp vị trí thứ 12 trên 16 đội ở Thái Lích, mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, sau khoảng hơn một tháng làm việc tại đây, huấn luyện viên Bandovic không thể cải thiện thành tích tốt hơn cho đội bóng. Karachuak thua liền một mạch 5 trận, rơi xuống đáy bảng xếp hạng sau 72 vòng đấu. Chính thành tích nghèo nàn này dẫn đến việc quyết định xin từ chức của huấn luyện viên Bandovic. Như vậy, chỉ trong khoảng 2 tháng, huấn luyện viên Bandovic đã hai lần rơi ghế nóng của các câu lạc bộ của Việt Nam và Thái Lan. Huấn luyện viên Bandovic là nhà cầm quân chất lượng đến từ châu Âu, trong đó nổi bật nhất là giữ cương vị huấn luyện viên trưởng của Olympiacos từ 2009 đến 2010 lọt vào vòng 16 đội UEFA Champions League 2009-2010. FC Baku 2012-2013. Sau khi huấn luyện viên Bandovic từ chức, Karachuap quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Thái Lan, cựu huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai, Tusis dẫn dắt đội bóng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tết Trần TV. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo.